Giờ chị sẽ dùng cái máy sấy này để bóc hết vỏ kẹo mũ trong và một lớp nhạt luôn. Ok. Wow, thấy chưa? Quá là cấp luôn, quá là đỉnh. Dạ ơi, dạ, có một cái thạch màu cam này ngon lắm. Đảm bảo ăn siêu ngon luôn, em ăn đi. Chuẩn bị đây. Wow. Khoan, toàn súng. Bố cho vào đến vít ra nhá. Ok. Ôi, cái gì bây giờ bảo? Lấy đi. Sao gì? Sao đúng không? Đây. Lấy đi, chị giữ xe cho. Cái gì? Cố lên. Ui giời ơi, cô mua thêm mà không lấy được. Đấy, để chị. Ơi, lấy lại đi. Đưa đây chị ơi. Ôi giời ơi. Để kìa. Giữ gì nhá. Cách xe. Đã biết. Thông minh ơi. Em nói. Em không được. Rồi, ok. Nào, lấy đi. Ôi, có lên một tí nữa. Ôi. Sao mình lại về nhà thế nhở? Chào mừng các bạn đã đến với thử thách đồ ăn một lớp và 100 lớp. Tức là các bạn được ăn đồ ăn chứ sao? Cho hãy bấm chuông trên bàn để chọn đồ ăn nào. Đến cho chưa? Là con quả báo. Quả báo này đây đây. Ôi trời ơi. Nhưng mà bóng thì làm sao mà ăn được nhở? Vập đi rồi. Nhưng bên trong có gì đấy chị? Bên trong có gì á? Đúng thật đấy. Bên trong có cái gì đấy? Giờ mình sẽ khám phá xem bên trong quả bóng có gì nhá. Nhìn lên chị ơi. Em làm tò mò lắm đây. Wow. Là thật đấy, thấy không đó? Ui, đẹp quá. Lạ thế nhở? Bên trong bóng bay lại còn có thạch. Thạch đẹp quá này. Ui, thạch bị dâu luôn. Sao ơi nhìn này. Của chị mà. Giờ mình sẽ ăn hết luôn. Ngon quá. Ăn nhanh đi. Thạch ngon quá. Được rồi, chị không chọn thì em tự kiếm. Kiếm đi. Hết rồi, chị ăn hết rồi. Ui, thạch này. Là thạch này. Nhưng mà chỉ có một cái. Điều thạch này. Mình sẽ ăn quả đầu tiên. Quả màu xanh. Rồi, để lại vào đây. Cắt này. Nhìn này. Bên trong có màu xanh luôn. Mình sẽ ăn nhá. Wow. Ngon quá các bạn ơi. Quả thứ hai. Ui. Wow, màu cam. Quả này nhá. Cắt này. Ui, quả này đi màu đỏ. Hiệp nha. Cắt tiếp à? Đây. Còn đây là màu vàng. Mỗi quả bóng là một món tay khác nhau này. Ăn này. Ôi, vừa nãy mình được ăn có mỗi một quả, bây giờ nhìn ra bảo ăn thèm quá. Ngon thế. Ngon chưa này. Chơi xong chưa cho chị ăn với? Chị muốn ăn à? Chị muốn ăn, thèm quá. Thế chị nhắm mắt lại. Nhắm mắt luôn. Há miệng ra. Há miệng nó. Ê, há miệng. Được rồi đấy, chị ăn đi. rồi nữa. Ai ơi, cay quá. Cái gì mà cay thế nhờ? Sao mà đó được. Ôi, ăn tỏi. Em giáo cho chị ăn tỏi sao? Ôi, đồ ngon như thế này á, chỉ có Gia Bảo để ăn thôi. Nhìn này. Được lắm. Dám trôn chị sao? Hả? Gia Bảo ơi, Gia Bảo, có một cái thạch màu cam này ngon lắm. Gia Bảo ăn siêu ngon luôn, em ăn đi. À, rồi, để em. Đưa đây chị cắt hộ cho. Nói miệng to ra. Nhắm mắt lại và tận hưởng nhá. Chuẩn bị đây. Khoan toàn súng. Đây là của mình. Ông Gia, em áo được không? Trời ơi, muốn để không được. Không biết bên trong là gì nhỉ? Bây giờ cũng mở nhá. 1, 2 Ui, nhìn này, sao còn nhiều chuyện cái đấy này. Nhìn này, nhớ chưa? Chị thích xấu đi. Sao cả hai vòng mình đều chỉ được ăn có một cái đấy nhở? Là do thở Chizubi à? Tôi thì mới được ăn nhiều. Nhiều lên. Tí nữa không ai hết, mình sẽ mang bao rầm bự luôn. Giờ mình xin thì chắc chắn là Gia Bảo sẽ không cho đâu. Nên mình sẽ dùng chiêu này để được ăn hết hộp bắp rầm bự kia. Được rồi. Kế hoạch thất bại này còn không được ăn nữa chứ. Cày quá. Hả? Nani? Sao cô? Các em muốn ra với chị á? Ok, chị giải cứu các em ngay đây. Ê, Damien. What? Hả? Sao vui thế nhỉ? Mình làm gì anh nhanh thế được? Hay là bị dùm chút nào? Cái gì vậy? Ai bảo em làm chuyện giật mình làm thế? À, thế thì dám chuông của em lại còn dám phui vào mặt em này. Thế thì em cũng phui nhá. Cái gì dám bà nội? Eo. Thế tổng chị không biết luôn à? Lão không kìa. Thế bọn em. Bọn em. Đây là đồ ăn của vòng tiếp theo. Trái hay phải? Trái. Trái hay phải? Phải. Nào, ăn trước chị thế. Khi có chị nghe này. Trái hay phải? Phải. 100 cái kẹo mút. Với công ty ở vòng này, mình cũng được ăn nhiều kẹo mút rồi. Này, chị có nhiều kẹo mút như thế này ạ, ăn lâu lắm. Mời em ăn trước. Biết rồi. Nani? Vòng được rồi. mà. Cái mũ đâu? Nào các bạn, cầm lấy đi. Tính ra nó còn gì rồi. Chị phải đem cho em một cái mới gửi. Thôi được rồi, chị có tận 100 cái kẹo mà. Cho em một cái luôn. Em xin. Lần này mình phải bóc cẩn thận mới được. Ui giời ơi, có mới bóc kẹo mà cũng không xong. Nhìn chị đây này. Hả? Ê ơi, dấu bánh đấy. Giờ chị sẽ dùng cái máy sấy này để bóc thêm vỏ kẹo mút trong và một lát nhạt luôn. Ok. Để xem nào. Nhìn đây này. Wow, thấy chưa? Quá là cấp luôn. Quá là đỉnh. Thấy thế nào? Siêu chưa? Đẳng cấp ghê. Chỉ cần vuốt nốt nhạc là hết vỏ kẹo luôn rồi. Giờ chỉ cần thưởng thức thôi. What? Ăn nấy làm sao mà ăn được. Khao là không ăn được. Em biết ngay mà. Yeah! 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 Em nói. Yeah! Em nói. Ôi trời ơi. Sao của chị đây? Hôm nay thì to, hôm nay thì nhỏ. Giờ Hoàn Tu xin đi. Ai mà thắng sẽ được chọn hộp to. Vâng ạ. Ok, Hoàn Tu xin. Yeah, được rồi. Hôm nay của mình nha. Đây là của tôi đi. Của em. Được rồi, giờ sẽ mở ra xem bên trong có gì nào. Hộp tô mới chỉ có một cái. Ăn ta mà. Có một cái. Ăn luôn chứ sao. Đây nha. Ăn hết rồi thì giờ nhìn chị ăn đây này. Wow, bên trong màu đỏ dâu tây nha. Ở giữa có nhân siro này. Ngon thế. Yeah. Ăn tiếp. Chị Ruby có nhiều kẹo thế. Mình muốn ăn hết chỗ kẹo kia. Nếu mà muốn ăn thì phải động não. Mình động não xong rồi. Nani? Ui, giờ thì hộp kẹo này là của mình. Hộp kẹo của mình đâu rồi nhỉ? Vừa đây mà lại đâu rồi nhỉ? Gia Bảo ơi, em có nhìn thấy hộp kẹo của chị đâu không? Không biết. Không biết á. Lạ thế nhỉ? Nó sao quá rồi. May quá, cái đầu dây nó vẫn ở đây. Mình sẽ kéo về để ăn. Ôi, bắt kẹo của ai đây nhỉ? Ê, làm gì á? Mình. Ô, kìa kìa. Ai ơi mà. Chúng ta gì đấy yeah. Đây đây rồi. Còn cái nịt. Còn đúng cái nịt thôi. Còn mỗi cái hộp. Các bạn ơi, các bạn có biết ăn kẹo của mình không? Gì nữa đâu mà khóc với trời. lần được cô một cái kẹo. Ở thử thách này mình có bao nhiêu kẹo mà chỉ được ăn có mỗi 3 cái. Mua dậy đi để vào thử thách tiếp theo. Xem thử thách tiếp theo kẹo là gì nhá. Đồ ăn 1 lớp và 100 lớp của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Sao lại kết thúc? Đã được ăn gì đâu mà. Hai đứa nhìn này, trời sắp tối rồi. Chúng mình phải kết thúc thử thách ở đây thôi. Và hẹn gặp lại các bạn ở các thử thách tiếp theo nhé.